Sau đây thầy hướng dẫn bài số 1 nhé. Bài số 1 là giải phương trình trị tuyệt đối của x trừ 4 bằng âm 3x cộng 5. Đây là nó m thì viết lại nhé. Trị tuyệt đối của x trừ 4 bằng âm 3x cộng 5 thì thầy sẽ tương đương với mở móc. Đầu tiên thì đặt cho điều kiện vì vế trái này trị tuyệt đối thì luôn luôn không âm, tức là luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không, thì đặt điều kiện luôn là âm 3x cộng 5 lớn hơn bằng không. Sau đó chia hai trường hợp x trừ 4 bằng âm 3x cộng 5. Trường hợp thứ hai là x trừ 4 bằng 3x trừ 5. Đấy. Ở đây là thầy áp dụng công thức đây. Công thức này các bạn làm cho nhanh này. Trị tuyệt đối của A mà bằng B sẽ tương đương với cho điều kiện B lớn bằng 0. Sau đó chia hai trường hợp A bằng B hoặc A bằng âm B. Đấy, sử dụng cái chú ý này nhá. Đây ta biến đổi tương đương âm 3x lớn hơn hoặc bằng âm 5, chuyển biến đổi dấu thôi. Hoặc này, âm 3x chuyển sang đằng này, kết hợp với x đằng này là 4x bằng 5 này, chuyển âm 4 sang cộng 4 nó thành 9. Âm 3x, 3x chuyển sang này là âm 3x cộng x là âm 2x bằng âm 4 chuyển sang này là 4 cộng với âm 5 thì là âm 1. Tương đương với mở móc này, chia hai vế cho âm 3 bắt đầu thức đổi chiều nhé. X sẽ đang lớn hơn hoặc bằng trở thành nhỏ hơn hoặc bằng âm 5 chia cho âm 3 là bằng 5/3. Ở đây là x sẽ bằng 9 chia cho 4 là 9/4. X sẽ là bằng âm 1 chia cho âm 2 là x bằng 1/2. Đấy. Nào, chúng ta sẽ kiểm tra xem 9/4 có nhỏ hơn âm 5/3 hay không. Thì chúng ta sẽ quy đồng. Ta nhân đây là 27/12 và đây là 15/12. Vậy thì anh này lớn hơn cho nên thằng này bị loại. Đấy, chỉ có anh 1/2 này là thỏa mãn thôi. Vậy cho nó là ta sẽ tương đương với x là bằng 1/2. Chúng ta có thể trừ thử này. 9/4 trừ đi 5/3. Đấy, là nó lại lớn hơn, nó ra dương. Ta lấy máy tính 9/4 trừ 5/3 thì nó sẽ ra kết quả là 7/12 là số dương. Vậy thì 9/4 lớn hơn 5/3 cho nên nó bị loại. Chỉ có 1/2 là nhỏ hơn 5/3 thôi. Chưa? Vậy ta trả lời là vậy. Phương trình sẽ có nghiệm x là bằng 1/2. Đây là cái bài thứ nhất. Đây là một cách là chúng ta sử dụng cái công thức ở phần chú ý. Còn ngoài ra chúng ta có thể chia hai trường hợp dựa vào cái định nghĩa dấu giá trị tuyệt đối nhé. Đấy. Thì các bạn lưu ý có hai cách. Các bạn có thể sử dụng cách hai như này này. Cách hai này. Thì viết lại nhé, trị tuyệt đối của x trừ 4 bằng âm 3x cộng 5. X trừ 4 bằng âm 3x cộng 5. Chúng ta có thể ghi trường hợp 1. Chúng ta nếu ta cho x trừ 4 là lớn hơn bằng 0. Đây gọi là phương trình 1 nhé. Thì khi đó x sẽ lớn hơn hoặc bằng 4. Được chưa? Thì 1 sẽ tương đương với, lúc đó 1 sẽ tương đương với, vì x trừ 4 là số dương lớn bằng 0 đấy, cho nên giá trị đối này vẫn là x trừ 4 bằng âm 3x cộng 5, chuyển âm 3x sang với kết hợp với x là 4x bằng, chuyển âm 4 kết hợp với 5 là 9. Được chưa? Và x sẽ là bằng 9/4. 9/4 thì ta thấy là không thể lớn hơn 4 được. Đây này, điều kiện này này. Đấy. Do đó là bị loại. Được chưa? Sau đó chúng ta giải trường hợp 2. Nếu x trừ 4 này âm, x trừ đi 4 là âm,
tức là x nhỏ hơn 4. Khi đó 1 sẽ tương đương với, khi x trừ 4 là âm thì phá trừ đối này thì nó phải đổi dấu, vậy là nó trở thành trừ x. X trở thành trừ x, âm 4 trở thành cộng 4 này bằng âm 3x cộng 5. Chuyển với đổi dấu, âm 3x chuyển sang đằng này là 3x trừ x là còn 2x, bằng 5 là trừ đi 4, bên này chuyển sang nữa là còn 1. Vậy tương đương với x là bằng 1 phần 2. X 1 phần 2 thì rõ ràng là thỏa mãn nhỏ hơn 4 đây. Đây điều kiện đây. Dạ, vậy là thỏa mãn điều kiện. Do đó ta kết luận vậy, phương trình có nghiệm x bằng 1 phần 2. Ví dụ như thế. Thì chúng ta sử dụng cái cách thứ hai là cách nhờ vào cái định nghĩa, đó là cái này này. Trị tuyệt đối của A bằng A nếu như A nếu bằng 0, và bằng âm A nếu như A âm. Đấy, chúng ta sử dụng cái chú ý thứ hai này để ta phá cái trị tuyệt đối này đi để chia hai trường hợp nhé. Đấy, bạn nào không hiểu thì có thể xem lại một lần nữa. Nhưng mà cái cách một này là sử dụng luôn cái công thức đây. Thì cách một này phổ biến ở chương trình lớp 9, lớp 10 thì chúng ta hãy dùng liên tục đấy nhé. Còn cái cách này lớp 8 hoặc là lớp 7 các bạn có thể sử dụng cách hai này rồi. Tiếp theo là cái bài bài số 2, giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. Đây, thầy chép lại. Bất phương trình đó là x cộng 2 nhân với x trừ đi 3 lớn hơn 0. Thì cái này chúng ta thấy là đây là gọi là bất phương trình tích. Nhân tử thứ nhất là x cộng 2, nhân tử thứ hai là x trừ 3, mà hai tích hai nhân tử này là lớn hơn 0. Vậy thì hai nhân tử này cùng dấu, do đó ta biến đổi như này này. Hoặc trường hợp thứ nhất là x cộng 2 dương, x trừ đi 3 cũng dương. Đấy, dương nhân dương thì sẽ ra dương, đúng chưa? Trường hợp thứ hai là x cộng 2 là âm và x trừ đi 3 cũng là âm. Đấy, ta biến đổi tương đương với. Hoặc ở đây ta biến đổi, chuyển biến đổi dấu thôi, x sẽ lớn hơn âm 2. Đấy, x sẽ lớn hơn 3. Dòng bên dưới là x nhỏ hơn âm 2. X nhỏ hơn 3 tương đương với cái ngoặc vuông để bên ngoài này. Đấy. X lớn hơn 2, âm 2, x lớn hơn 3 thì lớn hơn, cùng là lớn đây này, thì các bạn lấy lớn số lớn thì lớn hơn tất cả. Sau đó ta chọn là x lớn hơn 3 là ắt sẽ lớn hơn âm 2. Cái ngoặc thứ hai này thì chúng ta thấy nhỏ hơn, cùng là nhỏ thì chọn hơn nhỏ hơn số nhỏ. Vậy là x sẽ phải nhỏ hơn âm 2. Đấy. Thì sẽ nhỏ hơn âm 2 thì ắt sẽ nhỏ hơn 3. Vậy ta chốt lại là bất phương trình có nghiệm là x lớn hơn 3 hoặc x nhỏ hơn âm 2. Ở đây thầy sẽ biểu diễn trên trục số nhé. Này, chúng ta thấy đây là 3, ta giả sử đây là 3 đi, âm 2 nhỏ hơn ở đằng này đi, âm 2 ở chỗ này đi. Người ta yêu cầu là nghiệm là x lớn hơn 3, chúng ta tìm được lớn hơn 3. Vậy thì đây, cái phần lớn hơn 3 này lấy, còn phần nhỏ hơn là xóa đi. Nhưng mà lại hoặc có thể lấy là nhỏ hơn âm 2, tức là đây lại nhỏ hơn âm 2 là cái phần bên dưới này. Vậy thì ta sẽ xóa đi cái phần ở giữa. Đấy, xóa đi phần ở giữa. Như vậy ta thấy bất phương trình có hai nghiệm, hai phần nghiệm. Một miền là lớn hơn 3 đằng này, hoặc là một miền nhỏ hơn âm 2 đằng này. Đấy, biểu diễn đây. Đấy, ta ghi ở đây là biểu diễn tập nghiệm. Tập nghiệm thầy cứ tắt nhá, trên trục số. Trên trục số. Đấy, ta biểu diễn như thế nhá. Đấy. Đây là cái câu giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. Còn cái câu phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị dối này, thầy hướng dẫn các bạn hai cách đi nhá. Đây là cách 1. Cách 1. Thấy nhá.